Thời gian qua, có không ít vụ lái xe máy theo kiểu diễn xiết trên đường phố đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm về mặt phạt hành chính lẫn truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, nhiều quái sẽ ngông cuồng vẫn xem thường pháp luật. Công an quận Cò Pháp đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý một nhóm thanh niên đã chạy xe máy đâm dài trên yên xe trên đường Phạm Văn Đồng. Chiều 17 tháng 8, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng thành phố Hồ Chí Minh, đoạn gần cầu Bộ Hành số 1 khiến nhiều người bức xúc. Hai nam thanh niên điều khiển hai xe tay ga rồi bất ngờ tăng tốc. Người điều khiển sau đó nằm trên yên xe chạy với tốc độ cao. Chạy cung chiều, còn có hai xe khác và một người trong số này dùng điện thoại để ghi hình. Sau khi clip xuất hiện, công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng phối hợp với BC08 nhanh chóng xác minh làm rõ công an sau đó xác định được nhóm thanh niên này đang ở một địa điểm trên đường nguyễn văn công quận gò vấp nên đưa về trụ sở để lấy lời khai xử lý